Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Phú Mỹ đang hoàn tất kết luận điều tra để chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố đối tượng Đỗ Văn Lâm, 24 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai về hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 0 giờ ngày 21 tháng 9, sau khi rời khỏi tiệm game ở xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, Lâm đi bộ trên quốc lộ 51 theo hướng từ Vũng Tàu đến Đồng Nai. Khi đến địa bàn khu phố Hải Sơn, phường Phước Hòa, thì phát hiện gia đình ông Phạm Văn Toàn đã đóng cửa đi ngủ. Sau đó, đối tượng này leo tường rào đột nhập vào nhà lấy trộm một điện thoại Samsung S9 Plus, một điện thoại iPhone, một máy tính xách tay, một nhẫn vàng và ba con heo đất, bên trong có 5,2 triệu đồng. Nhận được tin báo của nạn nhân, cơ quan công an đã tiến hành truy xét và nhanh chóng bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản mà đối tượng này đã chiếm đoạt của gia đình ông Toàn.